Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philip-phê thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong những môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô thưa cùng người, ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000, có thể là hơn 5.000 người ăn. Tại có sách tin mừng nói rằng là 5.000 người chỉ kể đàn ông mà chưa kể đàn bà và con trẻ. Cả 4 sách tin mừng đều nói về cái việc hóa bánh này. Và chúng ta thấy hôm nay chúng ta được nghe đoạn tin mừng của Gioan và ông đã kể cho chúng ta chi tiết của sự việc hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Một cái câu hỏi cũng làm cho Philip-phê hay các tông đồ khác cũng ngỡ ngàng và đầy sự ngạc nhiên, là bởi vì dân chúng quá đông, tiền đâu mà mua? Ông Philip-phê mới nói với Chúa là cho dù mua có 200 bạc bánh đi nữa thì cũng không đủ cho mỗi người một chút. Một chút thôi. Và chúng ta nhớ một cái đồng bạc thời bấy giờ là một cái ngày công. Một ngày công của chúng ta bây giờ có thể là 500 ngàn hoặc 600 ngàn cho một ngày công. 200 ngày công nhân lên cũng không đủ cho mỗi người một chút, bởi vì số lượng nó quá đông. Cho nên cái việc mua là không khả thi. Vậy mà Chúa vẫn hỏi các tông đồ như thế. Rồi chúng ta thấy diễn tiến của câu chuyện là ông Andre, em của ông Simon Phêrô, dẫn đến cho Chúa một em bé, và em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá dâng lên cho Chúa. Và từ đó Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, hóa cá ra nhiều cho tất cả những người được ăn. Và chúng ta thấy không chỉ được ăn mà được ăn no nê và còn dư thừa 12 thúng đầy. Và cái số dư thừa đấy, Chúa cũng không muốn các tông đồ hay mọi người bỏ rơi, bỏ quên đó, nhưng mà phải thu gom lại, không có để thừa, không có để rơi rớt, nhưng mà vẫn thu gom lại.
Và qua câu chuyện đó, trước hết chúng ta nói về ý nghĩa của câu chuyện, đó là Chúa nuôi dân Chúa năm xưa trong sa mạc bằng bánh mana, thì nay Chúa cũng có những phép lạ để hóa bánh ra nhiều và nuôi dân chúng bằng chính cái sự sống thiêng liêng, bằng quyền năng của Chúa cho dân chúng. Điều thứ hai là Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy như em bé, hãy đóng góp cái phần bé nhỏ của mình hay cái khả năng của mình có, và qua đó cộng tác với ơn Chúa thì phép lạ sẽ thành hiện thực và mọi người sẽ được ăn no. Và chúng ta thấy đó là một cái sự cộng tác tuy ít ỏi, nhưng đó là cái khả năng của mình, khả năng của em bé đó, hay là khả năng của mỗi người chúng ta cộng góp lại để trở nên những cái phép lạ lớn lao trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cha nhớ có một cái câu chuyện nó kể rằng là có một ông thầy, ông đi cùng với cha bề trên đi Sài Gòn, khi đến thăm viếng cái nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn thì tự nhiên thấy có hai ba người ngồi nằm bò ăn xin, kêu than thảm khốc lắm, van lại những người đi qua đi lại để cho tiền. Thì cái người, một người trong số đó kêu gào thảm thiết lắm, kêu là không có tiền để đi bệnh viện để chữa bệnh cho con, kêu gào thảm thiết lắm. Thế thì ông thầy ông mới kể cho ông cha bề trên, thì ông ba cha bề trên thấy tội nghiệp quá, ông cha bề trên lại là người nước ngoài cơ, thấy tội nghiệp quá cho nên mới bảo ông thầy, ông móc túi đó, ông lấy hết cái tiền ở trong túi của ông đưa cho ông thầy, kêu đưa cho cái người ăn xin nó. Thì cái ông thầy này là người Việt Nam, cầm cái số tiền đó đưa cho cái người ăn xin, mới đưa xong thì quay mặt đi, và khi mà đi được chút xíu quay lại thì thấy mấy người đó đã đứng lên rồi, đứng thẳng lên rồi, không có gì là bận tật cả, và lại vui cười với nhau. Thế ông thầy hôm nay nghĩ trong lòng là rồi, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Thì ông thầy ông ra, ông mới nói chuyện với cha bề trên, thưa cha là chúng mình bị lừa rồi, cha với con bị lừa rồi. Trong suy nghĩ ông thầy ông nghĩ như thế, nhưng mà ông cha bề trên ông lại nghĩ khác cơ. Không phải bị lừa đâu con, đó là phép lạ đó, đó là phép lạ đó con. Tại sao là phép lạ, thưa quý ông bà anh chị em? Thay vì lấy cái số tiền nó đi bệnh viện, không biết là chữa có được khỏi không, nhưng mà bây giờ là mới chỉ có chút xíu thôi, quay đi quay lại thôi, mà chỉ có một vài này, ít tiền như thế mà họ đã đứng dậy được rồi, họ đã khỏe mạnh lại được rồi, thì đó là phép lạ đó. Cho nên mỗi người có một cái nhìn khác nhau về cái phép lạ. Và chúng ta thấy đặc biệt cái phép lạ đó nó đến từ cái tấm lòng nhân từ của ông cha bề trên, hay là trong câu chuyện của chúng ta đến từ cái tấm lòng nhân từ của cái đứa bé nó dâng cúng lên cho Chúa tất cả những gì nó có, tuy là bé nhỏ thôi, nhưng mà qua đó cộng tác với quyền năng của Chúa, Chúa làm cho thành một cái phép lạ lớn lao. Nhiều khi một cái sự quảng đại từ mỗi người chúng ta thôi dành cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ làm những điều lớn lao. Rồi điều thứ hai, chúng ta thấy đám đông dân chúng thấy cái sự đói của họ, sự đau khổ của họ, họ đi theo Chúa để trước hết là tìm ơn chữa lành, không phải đi theo Chúa để được no bụng, nhưng mà trước hết là được ơn chữa lành, được an ủi, được dạy dỗ. Thế nhưng mà Chúa thấy cái nhu cầu của họ, họ đói, Ngài ngỏ lời với các tông đồ, chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn, các con có cái gì cho họ ăn không? Nó là một cái lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Thế giới ngày hôm nay, ở Bảo Thị chúng ta thì chúng ta thấy tương đối là các gia đình kinh tế cũng đã ổn rồi, và không còn cảnh đói ăn như ngày nào.
Nhưng mà chúng ta thấy còn nhiều nơi vẫn còn cái sự đói nó đang đè nén cuộc đời của nhiều người. Cái sự đói nó vẫn đang ảnh hưởng tới hạnh phúc, đến gia đình của từng người, đến mạng sống của từng người. Nhiều nơi như thế. Cụ thể là trong tháng 5 vừa qua, giáo xứ chúng ta cũng có một cái chuyến hành hương đi Đức Mẹ Măng Đen, có dịp ghé vào một cái làng đồng bào ở trên Kon Tum. Thì chúng ta thấy nhờ các dì để nấu cháo cho dân làng và các em thiếu nhi ăn, họ ăn ngon lành lắm. Mà cháo có cái gì đâu, nấu cháo bằng gạo, rồi sau đấy rồi cho thịt bằm, rồi cà rốt bằm, rồi khoai tây bằm, cho vào trộn vào, nấu chung với nhau đấy, và múc cho các em và những người ở đấy ăn. Ăn rất ngon ngon lành, bởi vì họ đói, họ thiếu thốn, họ không có gì ăn. Và vì họ không biết làm kinh tế, và cái nghèo, cái đói nó vẫn bám víu lấy cuộc đời của họ. Rồi đấy là một nơi thôi mà mình thấy được, còn nhiều nơi khác mình không thấy được, thưa quý bạn, chị em. Rồi ở những vùng bên châu Phi chẳng hạn, cũng có nhiều nơi còn đói mà còn khát, thiếu thốn về y tế, về nước, nước sạch, cần được sự trợ giúp. Thế giới ngày hôm nay cũng đang rất cần cái sự quảng đại của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta thấy những cái nhu cầu cần thiết đấy, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng có một trái tim nhân từ để biết động lòng với những cái mảnh đời bất hạnh chung quanh cuộc đời chúng ta, hoặc là những nơi mà chúng ta thấy được, chúng ta nhận được, có thể qua một cái bản tin, có thể qua một cái hình ảnh nào đó chúng ta bắt gặp được trên đường đời của mình, thì chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa. Các con hãy cho họ ăn, các con hãy làm một cái điều gì đó cho họ, để cho cuộc đời của họ bớt khổ, bớt đau, bớt đói. Đó là một cái lời mời gọi rất là tuyệt vời dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có mở lòng ra giống như em bé, có dám dâng lên cho Chúa cái phần bé nhỏ của mình hay không? Hay là chúng ta đang co cụm lại? Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn có một cái tấm lòng quảng đại, biết nghĩ đến những cái mảnh đời bất hạnh như thế. Rồi cái điều nữa, trong cái bài tin mừng hôm nay chúng ta rút ra cái bài học, đó là không được để đồ thừa, vẫn phải trân trọng, phải quý những cái lương thực. Bởi vì thế giới này còn rất nhiều người đói, chúng ta dư nhưng mà có những nơi còn đang đói, chúng ta có biết nghĩ đến họ hay không? Cho nên chúng ta nghĩ điều đó, và xin quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng nhắc nhở con cái của mình. Nhiều khi các em, các thiếu nhi không có biết nghĩ, vô tình để thừa thãi. Có những em khi mà cha mẹ dẫn vào quán ăn, cái gì cũng đòi hết, mua nhiều lắm, nhưng mà ăn có chút xíu rồi vứt, ăn chút xíu rồi bỏ, hoặc là cắn có một miếng là vứt cái thùng rác, rất là phí. Cho nên chúng ta phải giáo dục các em ngay từ bé biết trân trọng từng miếng ăn, và biết nghĩ đến những người khác nữa, để đừng bỏ phí cái gì. Và chỉ cho các em, tập cho các em khi ăn buffet hay là khi ăn ở chỗ nào đó thì lấy vừa đủ phần của mình ăn thôi, và ăn no, ăn hết. Hết rồi mà đói thì có thể lấy thêm để ăn, chứ đừng bao giờ lấy dư thừa để rồi không ăn hết, để dư ra. Và chúng ta thấy cách đây khoảng chục năm, thì lúc đấy người Việt Nam chúng ta mới bắt đầu tiếp cận cái việc vấn đề ăn buffet. Chúng ta thấy lên báo đài có nhiều cái chuyện nó buồn cười lắm. Người ta giành giật nhau để người ta ăn, người ta chen lấn nhau để mà giành đồ ăn, lấy cho mình, vun cho mình một cái đĩa thật đầy, nhưng mà ăn không hết. Bởi vì tâm lý là chỉ có giành phần thôi, cái gì cũng lấy cho nó đầy, nhưng mà ăn không hết, bỏ dư. Rồi cuối cùng có những người cũng đến, cũng đóng tiền mà không được ăn, hết đồ ăn rồi. Có những món mà mình muốn ăn, không ăn được. Cái nghệ thuật của ăn buffet là mình lấy ít thôi, tại vì nó có rất nhiều món, và mình lấy những cái món, mình lấy mỗi thứ một ít, mình ăn để mình thưởng thức.
để mình ăn qua tất cả các món để trải nghiệm. Thế có những người không biết, cứ thấy món mình thích là cứ một món đó mà ăn lấy thật là đầy vào, thấy thật là nhiều. Và rồi chúng ta thấy nó trở thành một cái câu chuyện buồn cười. Đi ăn thay vì nó là một cái văn hóa, một cái lịch sự, thì nó trở thành một cái đáng chê cười, người khác nhìn vào. Nó mất lịch sự, mất văn hóa, dằn dịt với nhau. Sau 10 năm thì bây giờ chúng ta thấy nó đỡ hơn nhiều, bởi vì người ta có một cái nhìn khác và đã quen với một cái văn hóa mới, cho nên đã có cái sự thay đổi. Nên quý ông bà anh chị em hôm nào đi ăn buffet, chúng ta xem coi còn dằn dịt như ngày xưa không? Chắc hết rồi. Bởi vì bây giờ văn hóa rồi, văn minh rồi, tiếp cận với những cái văn hóa phương Tây nó quen rồi. Cho nên đấy cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta. Rồi ngày xưa mà Việt Nam mình đi Singapore hay Malaysia mà ăn buffet đó, thì họ ghi rõ cái tấm bảng bằng tiếng Việt đàng hoàng, chứ không phải bằng tiếng Anh hay tiếng Hoa đâu, không phải. Bằng tiếng Việt là bởi vì người Việt hay dằn ăn cái kiểu đó, hay dằn phần cái kiểu đó. Và ai ăn mà dư thừa sẽ bị phạt bao nhiêu đô đó, bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Việt, thưa quý bà anh chị em. Cho nên mình thấy nó là một cái gì đó, nó là vừa buồn cười mà cũng là vừa tủi nhục cho người Việt Nam mình, bởi vì cái văn hóa nó không có được lịch sự. Cho nên đấy cũng là một cái điều nhắc nhở cho chúng ta, để dù đi đâu, làm gì, chúng ta cũng hãy biết trân trọng những cái của ăn và nghĩ tới cái người nghèo. Và cũng đừng để cho người khác nghĩ xấu về cái tư cách con người của mình, về cái văn hóa, cái lịch sự của mình. Cho nên mỗi người chúng ta hãy tập cho mình và tập cho con, cho cháu của mình những cái điều tốt đẹp, những cái ứng xử văn minh lịch sự và nhân văn, những cái tấm lòng nhân hậu mà chúng ta nghĩ và dành cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những nơi còn đang thiếu thốn, còn đang đói khát, còn đang đau khổ vì thiếu thốn những cái ăn, cái mặc. Xin Chúa chúc lành cho những anh chị em đó, và qua chúng ta hãy làm một cái điều gì đó cho anh chị em của mình. Amen.